Bạn thân mến, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn trong cái môn học thiết kế cơ sở dữ liệu và quản trị cơ sở dữ liệu. Thì bài học hôm nay tôi muốn là cho các bạn hiểu những phần nào của một hệ thống website để các bạn có thể về nhà thực hành trên máy. Và các bạn nhớ làm bài tập cá nhân và bài tập nhóm để nộp cho thầy. Để làm được việc này thì đầu tiên các bạn sẽ vào một trình duyệt, có thể là Chrome hoặc cũng có thể là các bạn vào một cái các bạn có thể vào một cái trình duyệt khác, ví dụ như Microsoft Edge. Thì đây các bạn sẽ search Google cho tôi. Rồi các bạn vào trang web, các bạn đánh trên Google là download gem, các bạn chọn vào đây, sau đó thì các bạn chọn vào download gem. Các bạn nhớ là chọn vào đây nhé. Nó hơi chậm và các bạn có thể chọn một trường khác. Các bạn chọn vào đây cũng được. Các bạn chọn vào đây. Đấy, trang này hôm nay không hiểu thế nào lại rất là chậm. Tôi tắt bớt các phần khác đi. Do kết nối mạng thôi các bạn ạ. Thì sau khi các bạn vào down thì các bạn nhớ nhé, các bạn chọn cho tôi, nếu các bạn nào máy tính đây và đã vào được rồi thì các bạn chọn cho tôi cái mục về gem trong Windows. Các bạn chọn trong Windows nhé. Các bạn mà cài với bản Windows 64-bit thì các bạn chọn vào đây. Đấy, 64-bit. Còn đây là những các chương trình gọi là framework hay là những cái mã nguồn mở để cho các bạn tham khảo. Các bạn có thể download về để các bạn xem. Sau đó các bạn có thể tham khảo. Thì ở đây thì chúng ta chọn gem của chúng ta là cao nhất, tức là 7.4.3 ở đây. Đấy, thì chúng ta sẽ chọn vào đây. Rồi, sau đó thì các bạn chọn cho các bạn có thể đọc vào đây. Nếu mà chương trình download không tự động thì các bạn có thể kích thêm vào đây. Đấy. Rồi. Và sau đó thì chúng ta sẽ chọn, ôi trời, đây nó cho bắt chúng ta phải vào những trang kích quảng cáo của nó quá. Chúng ta chọn vào đây, xem không tự động. Đây rồi. Rồi các bạn sẽ ghi vào chữ save. Đấy, các bạn ghi vào nhé. Thì các bạn nhìn thấy ở trên này, ở trên cái phần download của thầy đã có phần đang download xem đây. Đấy, nó cứ thế tải về xong thì các bạn ok. Thế thì ở đây thầy đã tải một bản trước rồi, các bạn có thể vào đây. Các bạn chọn cho thầy cái download. Các bạn chọn xem. Đây xem của nó đây rồi. Thế bây giờ các bạn nhìn thầy cài đặt. Các bạn chạy. Đấy, cài đặt. Rồi bây giờ các bạn sẽ nhấp vào đây. Đấy, các bạn chọn đây nhá. Và chúng ta chọn là
hỏi là bạn có tiếp tục cài đặt không, mình cứ đồng ý. Kể cả chỗ này là một cái khuyến cáo thôi. Đấy, chúng ta cũng chọn đây. Rồi chúng ta next. Bước tiếp theo next. Bước tiếp theo chúng ta cũng next. Và xem ở các bạn nhớ là trong thư mục ổ C của chúng ta là chứa gem không? Đây không có chứa thư mục nào chứa cả. Gem này là gem 1 2 3 4. Thì đặt khác đi thôi để cho nó cũng hiểu là đây là mới. Chúng ta chọn chương trình này, cài đặt vào đây, chúng ta next. Ta next. Ta next. Đấy. Kệ nó. Ta next và đã cài đặt. Và các bạn chờ đợi tiến trình cài đặt này. Việc bây giờ của chúng ta là chúng ta phải đi cài một cái phần mềm có tên là Navicat. Đấy. Cái này thầy sẽ hướng dẫn các bạn sau và thầy đưa lên driver để cho các bạn download về. Và chúng ta chú ý nha, chúng ta sẽ cài đặt như vậy. Bây giờ thầy đi dọn dẹp cái driver của thầy để cho đưa cho các bạn đang về. Rồi bây giờ thầy sẽ chọn một thư mục để thầy cho file vào. Cho file vào. Và bây giờ thầy sẽ lấy cái gem vừa xong, lát nữa thầy cho vào. Cái phần này thầy đang điều khiển ở trên máy tính khác nhé. Còn chúng ta xem quá trình cài đặt xem. Và thầy sẽ đưa cho các bạn vào trong driver để các bạn tự về nhà các bạn đào xuống. Trong đó thầy sẽ làm hết các bộ hướng dẫn các bạn cài đặt. Và trong cái này thì thầy cũng sẽ chia sẻ sách cho các em để các em học. Chúng ta kiên nhẫn để xem quá trình cài đặt xong. Cái này các bạn chú ý cho thầy.
Và bây giờ chúng ta đã xong, các bạn nhớ là ấn nút Finish cho thầy. Chúng ta chọn cái cờ Mỹ nhá, chúng ta chọn Save. Đấy, thế là chúng ta đã cài có một cái gem. Chúng ta nhìn lên chúng ta sẽ thấy là gem được khởi tạo luôn. Đó là một chiếc máy ảo, máy server gọi là localhost. Vì thầy ghi màn hình cho nên nó rất chậm. Chúng ta nhớ là gem v3.2.4, chúng ta nhấp vào nút này, start là chạy khởi động đấy. Và bây giờ các bạn sẽ xem một localhost của chúng ta được khởi chạy như sau: localhost, rồi chúng ta enter thì nó đã ra một cái máy chủ. Đây đây là toàn bộ cái giao diện của máy chủ localhost để chúng ta có thể khai thác, quản lý thông tin vân vân trong localhost này. Đây là không bỏ cả. Các bạn chú ý cho thầy. Các bạn cài đặt trên Windows là chạy vô tư. Đó. Rồi, ok. PHP phiên bản version là 7.4.2. Chúng ta sẽ chọn vào trong này. Thì chúng ta sẽ thực hiện được rất là tốt. Bài đầu tiên thầy chúc các bạn theo dõi thật kỹ, và các bạn theo dõi tiếp bài thứ hai thì thầy dạy cho các bạn cách download về firmware và Navicate để chúng ta tiến hành lập chương trình quản trị cơ sở dữ liệu trên đó. Chúc các bạn thành công.